tập nữa của chuyên mục hôm nay là ăn gì. Hôm nay bọn mình sẽ không đi ăn đồ mặn này, mà sẽ đi đến một cái quán đồ ngọt thôi và ăn kiểu thật là dễ tiêu ấy. Thì hôm nay bọn mình sẽ đến cái quán khoai tên là Cô Sim ở Hôm Đê. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào và thưởng thức cùng mình nhé. Few moments later. Bây giờ thì bọn mình đã vào trong quán ngồi rồi, thì hôm nay bọn mình có gọi tận 5 loại luôn. Thì ở quán thì nó sẽ có cái size to này, là cái size basic này, là một size junior. Thì trong size junior có 5 loại thì bọn mình đã gọi 5 loại. Thì đồ ăn ra thì mình sẽ cho mọi người xem nhá. Cái quán này ý, đang nổi trên SNS của Hà này khá là nổi luôn, nên bọn mình quyết định đến đây. Chào mọi người nhá. Anh chủ quán ở đây nhìn hơi được đấy. Nhờ đến đây thì mà anh cười một phát là thôi chết luôn, là mua hết cả menu của anh ấy luôn đấy. Bị anh ấy cười một phát là mua hết cả menu luôn. Hy vọng là chắc là mình nghĩ là những cái khoai khoai như này nó sẽ ngon ấy, nên là dễ ăn nữa. Thì tính là đồ ăn ra mình sẽ cho mọi người xem. Cùng thì 5 cái loại khoai của mình ra rồi nhá. Thì đây là cái cheese này, đây là cái kem với cả cái mật ong này, cái này là mật ong không này, cái này là bơ này, cái này là loại thường. Thì bây giờ mình phải ăn thử ăn cái kem này trước, thì nó chảy hết rồi, nó độ các loại đồ ăn nó chảy hết rồi. Đây là kem vani mọi người ạ, có nguyên một miếng mật ong luôn ý này đấy. Mình sẵn ra thử nhá. Ui dính quá. Ui, chắc là đây là mật ong thật đấy. Mật ong nó quá cứng nên là ngon quá. Nhưng mà mùi khoai thơm này, ngọt này, nhưng mà khoai nó ngọt quá rồi ý, nên là nếu mà mọi người mà ăn kèm với mật ong này thì mình thấy là nó bị hơi quá ngọt ý. Ăn vị này thì mát vì nó có kem. Bây giờ mình sẽ thử sang cái cheese đi. Này, xem có nhấc được lên không nhá. Vẫn còn khói nóng luôn ấy. Chén thôi. Ui, thật là tơi tảo ra đấy. Vì nhá, mình vừa ăn cái này ngọt quá xong ý, ăn cái này nó mặn, miếng quá chi. Nên là thấy hai vị nó bị không hợp với nhau ấy, bị đập nhau ấy. Nhưng mà khoai bở nó là ngọt cực. Cái cheese nó hơi bị khét nữa, mình cảm thấy nó hơi bị khét nữa. Khoai thì ngon, nhưng mà cheese nướng thì hơi bị khét. Đây là loại cheese với cả mật ong không? Ăn nhầm cái gì nhỉ? Khoai với cả mật ong không chứ? Mật ong này. Ngon quá. Cái này nó bị ngọt quá. Tại chắc là tại vì mật ong nó bị ngọt quá. Ăn thử miếng khoai không? Ăn một miếng khoai với một miếng cheese, ăn một miếng mật ong kèm theo thì bỏ vị luôn đấy. Để ăn thử sang cái bơ rồi nhá. Đẫm một nước bơ luôn ý. Đấy. Mổ em nó.
Ủa, đây dùng bơ gì vậy? Thơm dã man luôn ý. Mà nó chỉ ngọt nhẹ thôi, chả không bị. Đây này, bơ này. Trên trời dưới này có bơ ngọt không nhỉ? Không, bơ để nó ngọt nhá, nó ngon cực, nó thơm lắm ý. Ui. Nhìn này. Dứa bơ luôn ý. Đó. Ui. Đường hay không, nhưng mà mình thấy nó có vị ngọt ngọt của bơ, thơm mùi bơ, thơm dậy mùi bơ luôn ý. Có tỏi không nhỉ? Tuy nhiên có một chút tỏi với cả cái lá, cái lá này tên là gì quên tên mất rồi, không nhớ nữa, nhưng mà cái này thơm đấy. Nếu mà để cho mình chọn ý, cái bơ này với cả cái cheese này nữa, thì mình sẽ chọn cái bơ này với cái cheese này. Nhìn hình thức thì đẹp nhưng mà nó bị nướng, nó bị hết ý. Duyệt cái bơ này nhá. Đây chỉ là một em original và banh bụng em ấy ra xong rồi nướng thôi nên không có gì đặc sắc cả. Nhưng mà mọi người nhìn nhá. Khoai này, đây khoai khá là dẻo luôn ấy. Đấy, mình có thể ấy từng thớ của em ấy ra được luôn ấy. Đấy. Ăn khoai không như này cũng không ngọt nữa. Ngon đấy. Khoai dẻo không? Sau khi mà ăn thử 5 cái món ở đây ấy, mình thì mình sẽ cho điểm em cái gì nhỉ? Anh kem với cả mật ong này được điểm cao nhất này. Sau đến em khoai bơ này. Sau rồi đến em khoai với mật ong riêng này. Sau rồi đến em khoai original không có gì, với cả cuối cùng sẽ là cho em khoai cheese. Tại vì là khoai cheese thì hình thức sẽ đẹp nhất, nhưng mà nướng này cái mùi nó hơi bị khét ấy, nên là mình nó sặc cái nó nồng cái mùi khét quá, là mình thấy nó không có mùi khoai nữa. Chén tiếp thôi mọi người, vì mình còn nhiều lắm, mình còn tận 4-5 cái chưa ăn hết thôi. Chén tiếp thôi. Hay là bây giờ mình chơi cái trò mà mix tất cả lại với nhau đi. Có nên chơi trò gì đấy không? Kiểu cho thêm khôi ăn để về đau bụng chứ. Ngon quá. Nhưng mà mình nghĩ là ấy, một người chỉ nên ăn một cái thôi, chứ đừng gọi 5 cái như mình mà mọi người sẽ thấy rất là no. Một người là đủ. Với cả ấy, bọn mình không gọi nước, tại vì không có cái đồ uống nào mà bọn mình muốn uống cả. Thế là đi xin anh chủ quán công nước lọc. Gọi nhiều chắc anh ấy cho nước ấy. Bình thường là không ở đây không phục vụ nước đâu mọi người ạ. Thế thôi mọi người ạ. Kiểu mình với cả chị quay phim đang chăm chỉ ngồi ăn ý, xong rồi không mình không gọi nước để đuổi, xong mình có uống nước ở chỗ khác rồi. Thế xong rồi chắc là anh ấy thấy bọn mình gọi nhiều quá mà không có nước, thế là như thế nào đấy, hay thấy chúng mình đáng yêu quá nên anh ấy cho chúng mình một bình nước chanh như thế này. Kiểu xong anh bảo đây là service xưa của bọn mình, kiểu anh ấy bị đáng yêu ấy. Trời ơi, nhìn này, cả một bình này chắc cũng phải 3-4 nghìn đấy nhở. Bao nhiêu tình cảm anh ấy chắc đặt hết cho mày đấy. À, đây là nước chanh với cả soda ấy, nó có bị ga, hơi ga. Nhưng mà ngon đấy. Kiểu như sau khi ăn 5 cái loại khoai này xong rồi ngọt các thứ, xong uống thêm một cái này vào ấy, chuẩn luôn. Ngon quá. Mình nghĩ là mọi người lên gọi hai loại này, xong gọi thêm cả đồ uống nữa thì sẽ ngon hơn đấy. Kiểu nhớ là gọi đồ uống nhá, mình mấy khoai này ngấy lắm. Bây giờ mình phải chém hết đám này đã. Nhiệm vụ của mình hôm nay phải ăn hết đống khoai này. Ngon quá. Thực ra mình là đứa mà không thích uống nước có ga đâu. Tại vì mình ghét cái cảm giác có ga ấy. Nhưng mà đúng là phải ăn khoai này xong rồi chém thêm cái nước uống nữa thì sẽ ngon hơn. Mọi người nhớ gọi thì đồ uống nhá. Ở đây đồ uống đa dạng phết, thì như có Americano này, và các thể loại nước có ga, các vị hoa quả ấy. Mình thấy là ok. 20 minutes later. Rồi, no lắm luôn đấy các cậu ạ. Mọi người này nhìn này. Mình ăn nhá, mọi người ăn xong nhớ xếp gọn sạch sẽ lại cho anh chủ quán này, dọn cho đỡ khỏi kiểu bị mất công anh ấy. Thì theo mình đếm, nếu mà mọi người chỉ đi 2 người thôi thì mọi người sẽ lên gọi là cái khoai có mật ong này, với
cả cái khoai bơ này. Còn nếu mà muốn ăn thử tất cả cái năm vị ở đây ý, thì lên là đi 5 người nhá, chứ đừng có đi 2 người mà gọi 5 vị xong rồi kiểu ngồi một tiếng đồng hồ ăn hết rồi mình ý. Đấy, mà mình nhớ là gọi thêm một loại cốc nước uống nữa. Thì các cái loại nước ở đây đều là nước có ga ấy, thì mình nghĩ là uống đồ có ga nó sẽ làm kiểu cảm giác mình đỡ cái cảm giác ngấy của cái khoai này ý. Thì mọi người có thể đến đây, cái nhà hàng này ý, nó ở Hôm Đê, thì nó là cái trong cái khu du lịch ý, thì mọi người đến đây Hôm Đê tham quan du lịch mua sắm rồi có thể ghé vào đây. Hôm nay thì mình đã giới thiệu cho mọi người một quán đồ ăn ngọt rất coi được rồi, đang rất hot ở trên internet này. Thế mà mọi người nhớ like này, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Hẹn gặp mọi người lần sau. Bye bye.